Mấy? 51. 51. Nghiêng bên Phan Bụi. Năm hai. Sáu hai. Bảy hai. Hai bảy. Chết bóng tốt, đội một đêm bóng. 7-3. 8-3. 8-4, đội một đêm bóng 4-8. Anh Phan Châu đã ra một rò ve rất hay. Thầy nói rằng anh Phan Châu đã tuổi trung niên nhưng anh rất là kinh nghiệm. Tám năm. Năm tám. Vâng, anh Phan Bù đã có quả giật rất hay. Độ điểm bóng 9-5. Vâng, một quả điểm bóng ra ngoài. 10 năm cho anh Phan Bụ. Anh bóng ra ngoài đôi với điểm bóng 60. Thì nói rằng anh Phan Bụ là một vận động viên trẻ khỏe và rất là nhiệt huyết. Anh bóng trước qua. Vâng, thưa quý vị, về là trận đấu thứ hai giữa anh Phan Châu và anh Phan Bụ đã nghiêng về anh Phan Bụ với tỷ số 11-6. Xin mời quý vị nghỉ trong giây lát để trở lại với trận đấu ở trận thứ ba giữa anh Phan Châu và anh Phan Bụ tại câu lạc bộ bóng bàn Phan Châu, kiệt 24 số nhà 8/1 đường Mai Hắc Đế, thành phố Đông Hà. Vâng, có theo quy định thì nghỉ giữa các trận đấu thì các vận động viên nghỉ ngơi lau mặt uống nước khi vào trận đấu chính thức. Trận đấu thứ ba bắt đầu. Không không, đánh bóng ra ngoài rồi vào điểm bóng 1-3. Xin lỗi, 3-1, à 1-2, xin lỗi, 1-2. Đánh bóng ra ngoài đội một điểm bóng 2-2. Hai hai. Một pha squeeze rất tốt của anh Phan Bụ. Điểm số 3-2. Một phong pha giật bóng chưa qua. Đội một điểm bóng 2-4. Đội điểm bóng 2-5. Một pha đánh bóng ra ngoài. Một pha squeeze chéo sân rất hay của anh Phan Châu. Đội một điểm bóng 5-3. Một pha giật bóng tốt, điểm bóng 5-4. Một pha giật bóng tốt đối với điểm bóng 4-6. Đánh bóng chưa qua, điểm 5-6. Đánh bóng ra ngoài đôi với điểm bóng 7-5. Đánh bóng ra ngoài điểm 7-6.
Một pha chất bóng tốt đối với đường bóng 6-8. Một pha chất bóng rất tốt của anh Văn Bụ. Đánh bóng ra ngoài. Điểm bóng 7-8. Một pha giật bóng tốt. Điều đội với điểm bóng 9-7. Một pha giật trái không qua. Điểm bóng 10-7. Một pha giật bóng tốt. Vâng, thưa quý vị.